Trong chương trình Việt Nam Top News hôm nay, hình ảnh phiên xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm vụ Út Trọc. Hơn 14.000 ô tô bị phạt nguội ở thành phố Hồ Chí Minh. Thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vẫn bị bủa vây vì rác thải. Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn phố đi bộ đêm kỳ đài Quang Trung. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, gây thất thoát của nhà nước 725 tỷ đồng. Phiên tòa với 20 bị cáo, trong đó có các bị cáo nguyên lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải gồm cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng và cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường. Theo cáo trạng, tháng 2 năm 2012, bị cáo Đinh La Thăng với vai trò Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Tổng công ty Cửu Long, Bộ Giao thông Vận tải tạo điều kiện cho công ty Yên Khánh và công ty Khánh An của bị cáo Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc, trúng đấu giá quyền thu phí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Sau khi trúng đấu giá quyền thu phí, Đinh Ngọc Hệ đã tiếp tục thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Bị cáo Nguyễn Hồng Trường, thời điểm đó là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cùng các bị cáo khác, do biết mối quan hệ cá nhân giữa bị cáo Đinh La Thăng và Đinh Ngọc Hệ, nên khi được giao triển khai đề án chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đã làm trái các quy định về bán đấu giá tài sản nhà nước, từ đó để Đinh Ngọc Hệ lợi dụng chiếm đoạt tài sản, gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng của nhà nước. Dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày 25 tháng 12. Sáng qua 14 tháng 12, tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy lớn tại khu vực dân cư trên đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, làm 5 căn nhà bị thiệt hại nặng. Đám cháy bùng phát vào khoảng 8 giờ 30 sáng 14 tháng 2 tại một căn nhà 3 tầng nằm trong hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thượng Hiền, sau đó lan nhanh sang các nhà dân xung quanh. Nhiều hộ dân vội vàng sơ tán người và hàng hóa tài sản ra đường. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều động gần chục xe, hơn 60 chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Do vị trí ngôi nhà cháy nằm trong hẻm nhỏ nên việc chữa cháy gặp không ít khó khăn. Sau một giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến một ngôi nhà bị thiêu rụi, 4 căn khác bị cháy xém, nhiều tài sản bị thiệt hại do cháy. Còn tại Bình Phước, vào chiều qua cũng xảy ra một vụ cháy tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Thái Bình Dương, đường Phan Chu Trinh, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo đó, khoảng 13 giờ 50 phút chiều cùng ngày, một người dân bất ngờ thấy khói bốc lên từ Trung tâm Anh ngữ Thái Bình Dương. Nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Sau gần 1 giờ, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, nhiều tài sản máy móc, sách bị thiêu rụi. Từ ngày 15 tháng 6 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 14.349 ô tô vi phạm thông qua camera, trong đó khoảng 1.500 trường hợp đã nộp phạt hơn 1,6 tỷ đồng, chiếm hơn 10%. Hiện phạt nguội do Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thuộc Sở Giao thông Vận tải phối hợp phòng PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Với khoảng 12.800 xe chưa nộp phạt, nếu quá thời hạn 30 ngày từ lúc cảnh sát giao thông gửi thông báo, người vi phạm không đến giải quyết sẽ bị đưa vào diện không cho đăng kiểm xe. Thành phố Hồ Chí Minh đã lắp cố định camera ghi hình ô tô dừng đỗ sai phép trên 14 tuyến đường khu trung tâm để phạt nguội từ tháng 3. Hiện hệ thống camera mở rộng thêm ở 8 tuyến đường có tình hình giao thông phức tạp gồm Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Hồng Hà, Bạch Đằng, quận Tân Bình, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cống Quỳnh, Trương Định, quận 1 và Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, dịp Tết Dương lịch 2021, đường sắt sẽ tăng cường thêm nhiều đoàn tàu trên các chặng ngắn. Còn với dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đến nay vẫn còn khoảng 80.000 vé trên tuyến Bắc Nam. Cụ thể, trước Tết Nguyên đán còn khoảng 30.000 vé đi từ ga Sài Gòn, Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Hà Nội. Thời gian từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 2 2021, sau Tết còn khoảng 50.000 vé cho các ga từ Hà Nội đến Nha Trang đi ga Biên Hòa, Sài Gòn trong thời gian từ ngày 12 đến 26 tháng 2 2021. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An vừa phối hợp với Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2020. Đây là lần đầu tiên tại Nghệ An tổ chức phiên giao dịch này. Tại phiên giao dịch việc làm này, đã có 20 đơn vị doanh nghiệp tham gia tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc trong và ngoài nước, tuyển sinh nhiều lĩnh vực khác nhau với trên 4.000 vị trí việc làm. Hàng năm tại Nghệ An có khoảng 4.000 quân nhân xuất ngũ. Họ là những người được học tập rèn luyện trong quân đội, có tinh thần kỷ luật cao, có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn và có sức khỏe. Thông qua phiên giao dịch việc làm này là cơ hội để quân nhân xuất ngũ, bộ đội sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự tìm kiếm, lựa chọn cho bản thân ngành nghề, vị trí công việc phù hợp, có thu nhập khá và ổn định. Thời điểm này, nông dân thị xã Vĩnh Châu, thủ phủ hành tím của tỉnh Sóc Trăng, đang khẩn trương xuống giống vụ hành tím sớm.
Đến nay, nông dân Vĩnh Châu đã xuống giống được gần 900 hectare hành tím sớm. Theo chia sẻ của các hộ dân, nếu mưa thuận gió hòa, mỗi công hành tím sớm có thể đạt năng suất từ 1 tấn rưỡi đến 2 tấn. Do khâu tiêu thụ, hành chính vụ thường không ổn định, dẫn đến nguồn thu nhập và lợi nhuận không được đảm bảo. Do vậy, nông dân thị xã Vĩnh Châu thường chọn trồng hành tím sớm để được giá, thường cao gấp đôi hoặc gấp 3 lần so với hành chính vụ. Dù được kỳ vọng về giá cả và năng suất, tuy nhiên, vụ hành sớm cũng gặp những bất lợi do những cơn mưa trái mùa gây ngập úng, thối củ. Với những tín hiệu tích cực về sản lượng và giá cả, cùng sự thuận lợi trong khâu tiêu thụ của vụ hành tím sớm năm trước, nông dân thị xã Vĩnh Châu đang hy vọng một vụ hành tím sớm bội thu. Tại Đà Nẵng, do ảnh hưởng của mưa lũ khiến cho tình hình sản xuất của các vườn trồng hoa lớn của thành phố gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bà con đang tập trung chăm sóc nhằm đảm bảo nguồn hoa phục vụ cho nhu cầu thị trường Tết năm nay. Với lại cơn bão số 9, thứ nhất, thứ hai nữa là tin Covid, nên là số lượng hoa ở vườn hoa làm ít hơn năm ngoái, nhưng mà chi phí cầm với lại tiền nhiều hơn, nhưng mà cái lượng hoa là ít hơn. Tại vườn hoa Vân Dương, một trong những vườn hoa trọng điểm thành phố Đà Nẵng, chất lượng sinh trưởng của các giống hoa chủ lực như cúc, vạn thọ, hoa ly năm nay không bằng năm trước do bà con xuống giống muộn cũng như chịu sự ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết. Bà con cũng khắc phục là được giống hoa là làm là tuy nhiên nó không được đạt được 100% nhưng mà vẫn được 70-80% bởi vì đợt đầu nó đã hư rồi. Và qua được hai nay mới phát phục lại nhưng mà vẫn đảm bảo ra hoa cái Tết nha. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bà con nông dân trồng hoa Đà Nẵng vẫn tất bật sản xuất nhằm đảm bảo nguồn hoa phục vụ Tết. Từ nhiều năm nay, người dân thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh luôn vất vả sống chung với rác thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe. Tuy nhiên, huyện Hương Khê chưa có giải pháp triệt để vì không có bãi rác cũng như điểm tập kết rác. Điều này đã khiến rác ngày càng bủa vây thị trấn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến người dân rất bức xúc. Đấy là do ý thức người dân. Một phần nữa là bởi vì là không có cái nơi để cho người ta đổ rác, mà có những cái loại rác vô cùng ô nhiễm. Nguyên nhân của việc tồn đọng rác thải là do năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt dự án cho Hương Khê xây dựng khu xử lý rác tại xã Hương Thủy. Tuy nhiên, do một bộ phận người dân phản đối cho rằng việc xây dựng gần khu dân cư nên dự án phải tạm dừng lại. Trước mắt, rác thải được xử lý bằng cách chôn lấp hoặc phân loại xử lý tại khu xử lý rác của huyện Kỳ Anh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, phố đi bộ đêm Kỳ Đại Quang Trung, quận 10 hiện đang trong những ngày thử nghiệm. Phố đi bộ trải dài hơn 100m từ ngã ba Nguyễn Lâm Bà Hạc đến Nhật Tảo. Tuyến phố có khoảng gần 50 gian hàng mở cửa từ 18 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Chỉ mới đưa vào hoạt động chưa lâu đã thu hút đông đảo du khách thập phương đến trải nghiệm. Rất là sạch sẽ là cái đầu tiên. Với lại giá cả cũng hợp lý, em nghĩ là mọi người nên đến đây thử một lần cho biết. Thấy rất là vui, hưng phấn, cũng sạch sẽ, đẹp, thoáng mát. Điểm nhấn đặc biệt hút khách là khu vực ẩm thực trên phố đi bộ đêm Kỳ Đại Quang Trung với hơn 30 gian hàng phong phú hương vị ẩm thực đặc trưng của Nam Bộ. Ngoài việc cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các gian hàng cũng không kinh doanh đồ uống có cồn để đảm bảo an ninh trật tự. Theo kế hoạch, sau 3 ngày thử nghiệm, phố đi bộ đêm Kỳ Đại Quang Trung sẽ vận hành chính thức từ ngày 17 tháng 12 tới đây. Cùng với những tuyến phố đi bộ hiện hữu và đang hình thành khác, nơi đây sẽ là một điểm đến thú vị cho du khách khi tới thăm thành phố Hồ Chí Minh.